Hello, chào mừng các bạn đã đến với di động Nhật Nam nhé. Thì thường ngày mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều những cái loại sản phẩm là điện thoại cho các bạn xem để các bạn có thể chọn mua một cách thoải mái, dễ dàng nhất. À, hôm nay thì dĩ nhiên rồi mình cũng sẽ lại review những cái loại điện thoại. Tuy nhiên trước khi mà review điện thoại thì ngày hôm nay mình có review và báo giá cho các bạn một số cái sản phẩm là máy tính bảng và iPad các bạn nhé. Các bạn theo dõi xem mình có nhu cầu cần mua cái máy nào không thì liên hệ đến hotline của Nhật Nam để đặt cọc mua hàng. Mình thì có hai hình thức mua bán, một là trực tiếp tại shop di động Nhật Nam ở ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mình chỉ có một shop duy nhất ở Tân Phú Đồng Nai các bạn nhé, không có ở ngoài Bắc, không có ở miền Tây, không có ở miền Trung. Nói chung là chỉ có duy nhất một shop ở Đồng Nai. Tuy nhiên, mình có một cái hình thức bán online ship code trên toàn quốc rất là uy tín và hoạt động cũng được khá là nhiều năm, được khách hàng gần xa trên cả nước luôn luôn là yêu mến tin dùng. Thì cái hình thức bán online của bên mình là các bạn chỉ việc xem video clip, lựa chọn cái sản phẩm các bạn ưng ý, muốn mua rồi liên hệ đến hotline của mình, sau đó các bạn xin số tài khoản của bên mình để đặt cọc. Thì khi đặt cọc xong thì các bạn gửi địa chỉ của các bạn, mình sẽ ship hàng đến tận nơi và hàng đến các bạn được kiểm tra hàng test máy, hoàn toàn an toàn các bạn nhé, vì bên mình có ship bảo hiểm. Ship bảo hiểm thì nó cao hơn một chút so với ship thông thường, nó sẽ đánh giá trị bảo hiểm thêm 100% Thêm 1%, cho nên là các bạn biết là khi mà giá trị máy càng cao thì phí ship bảo hiểm nó càng cao lên. Đấy, chính vì vậy khi giá trị máy cao thì phí ship nó nhiều hơn một chút. Mong các bạn thông cảm về cái sự bất tiện này nhé. Và bên mình không bao ship. Tất cả cái sản phẩm bán ra thì mình bao zin bao chất, bao xài, bao ngon, bao chuẩn trị. Bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Nếu có lỗi là mình bao đổi luôn. Tuy nhiên, mình không bao ship này và không tặng kèm phụ kiện. Đấy, các bạn lưu ý trước khi mua để tránh... Uh, Mất thời gian cũng như là mất lòng các bạn ha Đầu tiên thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn Một con tab Samsung Đây là con tab S6 Lite Con này thì cũng mới sản xuất gần Nên về chất lượng thì rất là ok Tuy nhiên khách này dùng thì không kỹ lắm Cho nên là có để lại uh, Những cái vết chảy nhẹ nhẹ ở lưng Nên uh, bị đánh giá cái sản phẩm này là vào khoảng 98-99% Ok và dòng này thì sử dụng chân sạc tai si Và thậm chí là ở đây có cái góc này Có những cái vết chảy nhẹ đây Tuy nhiên dòng tab như thế này thì cũng không uh, ảnh hưởng gì các bạn về mua cái bao da lên shopee hoặc lazada mua cái bao da là ok con này thì à, sơ lược qua về cấu hình thì màn hình của nó to tới hơn 10 in pin của nó trâu hơn 7 nghìn và ram 4 g bộ nhớ là 64 g cam kết là hàng chuẩn zin chính hãng của samsung rất là chất có tên gọi là samsung galaxy tab s 6 Lite chính hãng các bạn nhé dùng được sim và wifi đầy đủ để các bạn có thể dùng được mọi lúc mọi nơi và cái sản phẩm này thì sản xuất gần nên về chất lượng về nội thất thì mình nghĩ là rất là chất và nguyên zin mình cũng đã kiểm tra ok không lỗi lầm dù là nhỏ nhất cam kết là hàng chuẩn zin chính hãng của samsung và sẽ bán cho các bạn với cái giá rất là rẻ bởi vì nó có vài cái viết chày nhẹ thôi không đáng kể các bạn nhé nhưng sẽ bán rẻ rất là rẻ cho các bạn với giá là 4 triệu ba trăm nghìn thôi thì thật sự tab s 6 Lite mà 4 triệu ba thì rất là rẻ các bạn ha rất là rẻ rồi ai kết thì chúng ta có thể mua rồi vì uh, rất là hiếm gặp cái con Samsung mà RAM tới 4 g bộ nhớ tới 64 g màn hình thì to pin châu mà giá lại rẻ như thế rồi tiếp theo nữa là một con uh, Tab A con này là Tab A Tab A 10 in có mã máy là T515 con này thì cũng nguyên zin chuẩn chỉ và ngoại hình cũng vào tầm 98 vì nó có vài cái vết chày trên lưng này thì uh, lưng là nó bằng nhôm cho nên là rất là dễ để lại những cái vết chảy xước nếu như mà xài mà không kỹ và thậm chí con này thì mình thấy ở phần dưới này cái vỏ thì nó cũng hơi xấu một tí cho nên là mình cũng quyết định là bán rẻ cho bạn tuy nhiên xấu nhưng kết cấu nó hoàn hảo nó chỉ ở ngoài vỏ thôi nhưng cũng còn tương đối là dễ nhìn chả có vấn đề gì cả chắc khả năng là người ta không có giữ gìn nên nó không được đẹp Tuy nhiên máy thì mình vẫn thấy là màn Zin, máy Zin chất ok và chuẩn chính hãng của Samsung con này là Tab A 10 in T515 các bạn nhé Thì uh, có giá bán chỉ có là 2 ,9 triệu 9 thôi Thật sự là một cái con máy có cái giá rất là rẻ Về thì các bạn kiểu gì cũng dùng bao ra các cái là yên trí rồi Máy thì uh, không ảnh hưởng gì đến uh, vấn đề sử dụng Vẫn là ngon lành, cành đào, chuẩn chỉ và mình vẫn bảo hành 6 tháng Như vậy thì khá là yên tâm rồi các bạn ha Chả có gì phải nghĩ Giá thì cực kỳ hạt rẻ, chỉ có 2 ,9 triệu 9 thôi tiếp theo nữa là cái dòng ipad ipad thì của chính hãng nhà táo sản xuất hãng nhà táo này là chung với cái hãng iphone đấy các bạn nhé và cái sản phẩm của hãng iphone thì mình cam kết là chỉ bán máy chuẩn zin quốc tế không có bán máy lốc không bán máy sửa và cũng không bán máy bị bay bát bay bát tức là dính tài khoản icloud sau đó người ta sẽ ẩn cái tài khoản đi và tắt bớt đi một số cái chức năng để hack cái nhà sản xuất để mà cho chúng ta sử dụng nhưng mà cái đó nó sẽ rất là dở và sau này nếu mà phải chạy lại phần mềm hay khôi phục cái đặt gốc là nó khóa máy của các bạn luôn à, chính vì vậy nó không an toàn trên thị trường thì mình thấy bán rất là nhiều nên mình cũng khuyến cáo nhẹ với khách hàng của mình là không nên mua những sản phẩm như thế mặc dù nó rẻ đấy nhưng mà rẻ nhưng mà không dùng được thì chúng ta cũng không nên mua cũng giống như là rẻ mà không ăn được thì thà ăn ít đi một tí mà ăn cái đồ ngon đúng không? OK thì đây là iPad E iPad Air này thì nó có, có nhiều người gọi là iPad 5 tức là nó sẽ cao đời hơn cái con iPad 4 thì uh, chuyển sang cái iPad Air này thì nó đã là khá là mỏng rồi chất rồi chuẩn rồi ok và đến thời điểm này thì con này cũng còn xài ngon lành và đây là phiên bản 16g màn hình to 10, 5 in pin thì trâu nói chung dòng iPad thì pin khá là trâu và máy thì chuẩn chỉ ok có dùng được sim mạng và cả wifi đầy đủ đây là máy màu xám lông chuột ai còn gọi là màu gray phiên bản 16 g iPad e, iPad e 1 các bạn nhé và giá bán của nó là 2 ,8 triệu 8 thôi nói chung rất là rẻ rất phù hợp cho học hành nghe nhạc xem phim đọc báo rất là chuẩn pin châu màn hình to máy chất chính hãng của nhà táo chuẩn quốc tế zin nguyên bản bảo hành 6 tháng giá chỉ 2 ,8 triệu 8 vừa rồi là màu xám lông chuột thì bên cạnh đó thì mình có thêm một cái màu nó sáng hơn đó là màu bạc một silver đấy màu bạc trắng các bạn ha thì cũng là ipad e 1 đấy cũng màn hình 10 in và pin cũng trâu chất chuẩn chỉ ok ngon lành cành đào và giá bán thì cũng hai triệu tám như vậy là ai thích cái màu nào thì chúng ta chốt cái màu đấy hai con này thì nó đẹp đều như nhau vào khoảng 99 hết các bạn nhé cam kết là chuẩn zin và lưu ý là mình không bao ship cũng như là bán chỉ bán máy trần không có tặng kèm phụ kiện rồi tiếp theo thì mình có một con con táp của nanovo thấy còn cả bao da chính hãng cũng còn khá là đẹp khá là đẹp các bạn ha màu xanh và con táp nanovo này là con táp gì mình cứ đọc mình quên tên hoài hôm trước mình đọc một lần rồi chưa bán được đến hôm nay mình lại quên tên rồi à, mình để ở đây mình quên không tắt nguồn đến hôm nay mình review lại nó lại hết pin à đây thấy nó có lên mà không biết còn đủ pin để lên không con tát Lenovo này thì nó cũng khá là chất cũng là hàng chính hãng dùng được sim ngon lành và mình hôm bữa cũng có kiểm tra là con này là sử dụng chip 8 nhân này ram 4 bộ nhớ 64g tuy nhiên thì nó khá là rẻ nó chỉ có giá bán là 3 triệu rưỡi thôi 3 triệu rưỡi thôi đây để đây màn hình nó à, màn hình thì mình thấy là khá là rõ nét đây chuẩn chỉ ok và con này thì nó bị mình do mình để đây nó hết pin nó không phần trăm bạn thấy này nên nó thông báo là pin yếu thì tắt nguồn này đó tab Lenovo bạn nhé có bao già có mỗi một cái thôi cũng chẳng nhầm lẫn với con nào gọi là tab Lenovo 10 in ram 4 bộ nhớ 64 ghi đi chính hãng nguyên zin máy khá đẹp giá thì chỉ có 3 triệu rưỡi thôi nói chung là giá quá rẻ rồi ok xong cái mấy con tab và mấy con ipad thì bây giờ mình giới thiệu đến các bạn mình còn một cặp máy thanh lý mới luôn ở trong kho hãng samsung đó là con A33 5G thì có hai màu màu cam và màu xanh đều là có nguyên hộp nhưng mà các bạn cũng biết là lâu nay thì hãng Samsung hay là iPhone hay là một số hãng nữa thì người ta cũng tiếp nối cái chương trình gọi là bảo vệ môi trường cho nên là người ta làm cái hộp mỏng cái này là các hãng làm nhé còn mình thì thuộc dạng bắt trước thôi nên là mình cũng không tặng kèm phụ kiện là như vậy đấy nhưng mà mình phải thấy là nó cũng hay như vậy thì tránh lãng phí tiết kiệm bởi vì cái vấn đề mà tặng đấy thì thực tế ra nó chỉ là câu dẫn thôi câu dẫn thôi chứ còn thực tế ra thì nó cũng phải đánh giá vào đấy hết rồi và a ba ba năm g này thì thực chất ra các bạn biết là bây giờ là nó là cái hộp mỏng bảo vệ môi trường thì nó không có củ sạc nhưng mà nó sẽ có cây chọc sim sách hướng dẫn và cái sợi dây sạc các bạn nhé đây và máy mới tồn kho thanh lý ở trong hãng ra thì đương nhiên là nó phải nguyên đai nguyên kiện thế này rồi ok rồi và mới tinh cam kết là chưa có dùng mới 100 và bán ra cho bạn với cái giá rẻ giá rẻ như là máy cũ đã qua sử dụng nhá chỉ có là 4 ,9 triệu chín thôi chắc chắn là rẻ hơn các bạn đập hộp rất là nhiều và mình tự hào về cái chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng tại di động Nhật Nam là khách hàng quá là ưng vì không phải là sửa mà vì chả ai muốn là xài cái máy sửa gà đúng không chẳng may lúc mua là máy zin nhưng mà nếu mà bảo hành mà không đổi á thì các bạn cũng không thích Bởi vì khi mà bảo hành chẳng may mới mua có nửa tháng xảy ra lỗi xong về lại sửa xong gửi lại cho các bạn cái máy đấy thì các bạn cũng không thích đúng không? Còn bên mình là đổi luôn. Và đây là A33 5G màu cam. Thì sơ lược về cái cấu hình của A33 thì nó sẽ có là RAM 6 g bộ nhớ 128 g Sản phẩm đời mới hiện đại sử dụng được 5G. Pin trâu 5000, màn hình AMOLED 6.4 inch. Hôm nay mình có hai màu màu xanh và màu cam, nguyên hộp. Mới tinh 100% và giá là 4 triệu 9 một cái các bạn nhé 4 triệu 900 nghìn một cái Bảo hành cho bạn 6 tháng Lỗi là mình đổi Rất là ok nha các bạn Rồi tiếp theo thì mình có một con Z-Lip 3 Con này thì thực tế là mình thanh lý lỗ từ đợt lâu rồi Nhưng mà không hiểu sao lại vẫn chưa bán được Hay là mọi người ngại cái vấn đề màn hình gấp hay sao Không cái này thì chị em phụ nữ xài rất là sướng Gấp vào thì nó cũng khá là gọn Đủ bỏ những cái túi mà nhỏ nhỏ chị em hay sách á này nó rất là ok ha rất là ok đẹp như cái hộp trang điểm và con này là nó máy mới và các bạn cũng biết là mình tồn kho từ hôm trước tết đến nay và bây giờ bán thì chỉ bằng hai phần giá so với mới thôi nhưng mà các bạn cũng được sở hữu một con máy chả khác gì mới con này thì mình khẳng định chả khác gì mới đây là màu xanh màu xanh các bạn nhé máy màu xanh à, Z 3 phiên bản chính hãng gian 8 bộ nhớ 128 máy mới nó cũng đâu đó vào khoảng 15 triệu mấy thì hôm nay mình thanh lý có 9 triệu thôi thanh lý mình thu hồi mình chấp nhận lỗ để thu hồi vốn lại để làm việc khác nhưng mà hiện tại thì đến ngày hôm nay thì vẫn còn đây vẫn phải thông báo với các bạn rằng là bán 9 triệu là một cái giá rất là rẻ để các bạn mua sử dụng rồi hoặc là tặng cho các chị nhé vì nó rất phù hợp với các chị rồi tiếp theo thì mình có A17K thì hôm nay còn một cái thôi nó cũng là máy mới cũng là tồn kho thanh lý đây A17K thì con này thì bữa giờ mình review mình không cắt siêu Hôm nay mình cắt luôn cho các bạn xem nhé. Con này là máy màu xanh với cấu hình RAM 3 bộ nhớ 64 pin châu 5000. Giá mình thanh lý khá là rẻ cho các bạn chỉ có là 2 triệu 6 thôi. Thật sự là máy mới Oppo A17K mà 2 triệu 6 thì rẻ nhất Việt Nam rồi nhé. Chả có một siêu thị nào mà bán được cái giá rẻ như thế này đâu. Chỉ có ở Nhật Nam thôi. Và ngay bây giờ mình sẽ khui cái con máy này ra cho các bạn xem luôn rồi các bạn mạnh dạn và chốt vì chưa khui ra đôi khi không nhìn thấy cái hình dạng của nó tròn méo như thế nào các bạn ha rồi thì trước cái sự trợ giúp của con dao lam huyền thoại này đây thì mình sẽ cắt cái siêu ra đây là cái siêu là nó thực ra nó là cái giấy bóng nó bọc thôi chúng ta cũng không quan trọng cái việc bóc siêu làm gì các bạn nhé quan trọng là chất lượng của máy móc nó ok là được Đấy, nên là mình bóc luôn về các bạn đỡ phải bóc Đấy, cái túi bóng thì nó đỡ bầy nhảy rồi đây là cái động tác đập hộp nếu bạn nào thích đập hộp đây này cầm cái hộp nhựa mang ra sân đập luôn đập kêu như pháo luôn đây garanti màn hình vẫn còn thì nó có giới thiệu thông số là pin châu 5000 đây này rồi cái gì đây úp tô 4 g này ram này rồi đấy những cái vấn đề linh tinh cái này chắc uh, chống nước chống nước gì hay <laughs> cái gì đấy thì mình chưa biết thì bên trong là có một cái máy còn nguyên cả túi vẫn còn thơm mùi mới các bạn ha vẫn thơm mùi mới thơm phức luôn đây máy màu xanh khá đẹp này camera cực xị luôn có một cái camera thôi nhưng to chắc chắn là máy mới 100 phần trăm ok các bạn ha không có gì phải nghĩ đấy A17k Oppo chính hãng mới nguyên mới cắt chỉ chưa bị phá zin chưa đút sim vào lần nào đây bộ sạc à, chính hãng ok ngon lành tuy nhiên thì à, sản phẩm này là cũng không có tặng kèm tai nghe ha thì trong hộp có như nào bán gửi đúng như thế cho bạn và giá thanh lý thì rẻ nhất Việt Nam rồi có 2 triệu 6, 6 thôi đấy máy màu xanh đấy ok vui ra cho các bạn xem rồi để các bạn yên tâm mà mua đi nhá rồi hai kết thì chúng ta liên hệ đến Nhật Nam để chúng ta đặt cọc chốt đơn luôn đấy trong này thì để xem có cái gì và trong này có được sách hướng dẫn và có cái ốp các bạn ạ ốp chính hãng luôn như vậy là đỡ phải mua ốp ha cây chọc sim nữa Đấy, cây chọc sim của hãng khá đẹp rồi giá rẻ nhất việt nam mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn like là được rồi nếu như không có nhu cầu thì có thể chia sẻ để người khác biết đâu người khác họ có nhu cầu mua thì họ xem và mua ủng hộ cho nhật nam các bạn nhé còn các bạn xem chơi cho vui ủng hộ mình bằng cách nhấn like đăng ký kênh nếu chưa đăng ký và để lại bình luận nha để lại bình luận chắc chắn rồi Oppo A17K chính hãng mình bán rẻ nhất Việt Nam luôn máy mới nhá rồi tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn một con nữa mình bán cũng cực kỳ là rẻ đó là con Vivo Vivo thì các bạn biết là cái sản phẩm này nó khá là nồi đồng cối đá và rất là bền sản phẩm Vivo thì thường là các bạn xài nếu các bạn quăng quật hay là đánh rơi thì nó vỡ nó hỏng thôi chứ còn bình thường mà tự nhiên nó không hỏng nhá sản phẩm này nó rất bền và mình bán thì chưa bao giờ gặp lỗi bảo hành cái này là mình phải nói thật không nói điêu mình chưa bao giờ phải bảo hành một con vivo nào đấy trong khi mình bán online cũng 4 năm nay và bán theo phương thức truyền thống là gần 20 năm rồi đấy năm nay là chắc 20 rồi cũng phải gần nữa à, đây là giam 4 bộ nhớ 128 chip 8 nhân và i21s này thì à, giá có hai triệu rưỡi thật sự là khó tìm kiếm một cái sản phẩm nào hai triệu rưỡi mà lại được cái cấu hình lý tưởng như này máy thì cũng chính hãng dùng hai sim bảo hành cho bạn 6 tháng và đây là một con vivo y uh, i21s chính hãng dùng được hai sim ngon lành cành đào chuẩn chỉ ok máy trần không phụ kiện bảo hành bạn 6 tháng và ngoại hình vào tầm chín tám chín cũng còn tương đối đẹp đây là máy màu xanh Đấy, có một cái các bạn ha giá hai triệu rưỡi thôi cũng là cực rẻ rồi tiếp theo thì à, giới thiệu đến các bạn con à, OPPO Reno 7 Pro Dòng 7 Pro thì cực chất à, Con này thì à, cũng à, cực mới Chỉ là không có hộp các bạn ha Tiếc một cái là không có hộp Chứ có hộp thì chả khác gì mới Nhưng mà có hộp thì đôi khi lại bán cao hơn Chứ chả bán giá như thế à, Có 9 triệu thôi Tiết kiệm hơn so với đập hộp tới 3 triệu rưỡi 3 triệu rưỡi là các bạn mua được thêm à, Mua được thêm con A57 đây này Con A57 128GB có 3 triệu rưỡi đây này Đấy Cho nên là xài hàng siêu lướt của Nhật Nam rất là sướng các bạn nhé không những là máy chất giá tiền thì nó hợp lý và lại được bảo hành 6 tháng và lỗi thì đổi luôn chứ không có phải là sửa chữa như vậy quá là yên tâm đó con này thì uh, giam tới 12 g bộ nhớ 256 g chính hãng của bộ và camera thì siêu khủng mình đã trải nghiệm rồi con này camera thì uh, thứ hai thì không ai uh nhận là chủ nhật luôn đấy các bạn ạ. À. Nói chung là nó rất là phê và máy thì rất là mới, mới tinh nhá, dám khẳng định với các bạn là mới tinh. Màu xanh. Giá 9 triệu thôi. Reno 7 Pro 5G nha các bạn. Một con hàng đỉnh của chóp. Thì bên cạnh đó thì có một con a Reno 7 thôi. Reno 7 bình thường nhưng cũng là phiên bản 5G. Con này thì hôm nay đặc biệt bán giá ưu đãi cho khách với giá 5 ,8 triệu. Thật sự là một mức giá khá là rẻ các bạn ha. Khá là rẻ. Geno 7 5G Thậm chí nó chỉ ngang bằng với giá với con Geno 6 thôi Geno 6 Mà chúng ta sẽ có hai màu đây là màu tím đen nhá Màu tím đen Và chúng ta sẽ có thêm màu xanh nữa Đấy màu xanh nữa tươi xanh như nồi canh Và cả hai máy đều rất là mới Geno 7 5G Cực chất Giá chỉ có 5 ,8 triệu 8 và các bạn biết là giá 5 ,8 triệu 8 thì đó là một cái mức giá có thể nói ưu đãi rồi bởi vì sản phẩm rất là mới vì để so sánh với con dè nô 6 5G con này thì mình cũng đã bán tới 5 triệu 7 rồi thì dè 7 5G chỉ có 5 triệu 8 đấy nhưng con này thì nó lại có cái phẩm giá và cái phẩm chất của nó à, riêng bởi vì rất là nhiều người thích con máy này đấy rất là nhiều người thích cái con dè nô 6 5G này nên giá nó vẫn gọi là khá là là cao 5 triệu 7 nhưng tiền nào nó của đấy ở đây thì mình cũng lựa chọn và có thể nói là sưu tập được con máy cực chất luôn. Nó khá mới các bạn ha. Zeno 6 5G. Rồi Zeno 6, Zeno 7 5G rồi thì phải có Zeno 8 5G. Nó lại đỉnh một chóp của dòng Zeno cơ. Bây giờ đập hộp vẫn đang là khoảng 13 triệu. Khá là đắt các bạn ha. Khá đắt. Nhưng mà mình chỉ bán cho các bạn con này với 7 triệu 2 thôi. Rẻ hơn gần 6 triệu các bạn nhé. Rẻ hơn khoảng 5 triệu 9 đấy. Đấy. Rẻ hơn soi bạn. Đập hộp lý do là chỉ có. Điều là người ta xài người ta lỡ để chảy mất hai vết ở dưới này lỡ chảy mất hai vết dưới này. Con này thì camera siêu khủng, cấu hình siêu chất 5G, Zeno 8 5G nhé, màu vàng. RAM 8GB, bộ nhớ 256, pin trâu màn hình to, máy chất. Như vậy là hôm nay chúng ta có đủ bộ siêu tập cho các bạn luôn. Zeno 6 5G, 5 triệu 7. Zeno 7 5G, 5 triệu 8. Và Zeno 8 5G, 7 triệu 2. Tất cả đều là máy trần không phụ kiện cam kết nguyên zin và bảo hành cho bạn 6 tháng. Chất chưa? Bộ 3 Oppo cực phê, có thể nói phê như con TT. Rồi tiếp theo là một con hàng chất, không chất, không ăn tiền. Đó là con Xiaomi. Hãng Xiaomi thì không cần phải bàn cãi ha. Pin châu này, cấu hình khỏe này, máy mượt này, màn hình AMOLED này, chuẩn này. Con này là một con máy khá mới màu xanh, đã thế lại là phiên bản 5G. Đó là Xiaomi 11 Lite. 11 Lite 5G RAM 8 bộ nhớ 128 có một máy duy nhất giá bán là 4 triệu 7 nhé 4 triệu 7 con này khá mới mình dám khẳng định là nó rất mới luôn nếu như chúng ta có một óc tưởng tượng thì chúng ta tưởng tượng nếu có cái hộp bỏ vào thì nó chả khác gì mới đó các bạn đó rồi tiếp theo là có một con Samsung đỉnh của chóp đó là con Samsung S21 Plus hay còn có một cái tên gọi là S21 cộng và đây là phiên bản chính hãng 5G ngon lành ngoại hình 9 899%. À Samsung này thì Nhật Nam cam kết chỉ bán hàng chuẩn zin chính hãng, dùng được hai sim ngon lành và rất thuần Việt. Đây là màu tím thủy chung với viền đồng. Hơn thế nữa lại là phiên bản tới 256 GB bộ nhớ các bạn nhé. S21 Plus 5G hay còn có tên gọi là S21+ 5G. Chuẩn zin chính hãng của Samsung, dùng được hai sim ngon lành cành đào, tím thủy chung, phiên bản cao, bộ nhớ 256 GB máy trần không phụ kiện bảo hành 6 tháng là 9 triệu thôi các bạn nhé 9 triệu thôi tiếp theo là A53 của Samsung cũng cực chất A53 này thì ngon với pin châu 5000 giam 8 bộ nhớ là 128g đây là dấu tay mình cầm vào thôi nhé đấy các bạn thấy dấu tay này Chiếc máy thì như mới có thể nói như mới và là phiên bản 5G Samsung Galaxy A53 màu đen 5G giam 8 bộ nhớ 128 pin châu 5000 màn hình công nghệ nốt ruồi đục lỗ cực chất AMOLED của Samsung khá là mượt và cam kết là hàng chuẩn zin máy thì ngoại hình khá mới và giá bán là 5 triệu 8 các bạn ha 5 triệu 8 rồi tiếp theo là để cho các bạn nhấn like nhiệt tình ủng hộ như mình hơn và để cho những cái like những cái lượt xem của bạn có ý nghĩa thì mình quyết định lấy tiền YouTube của cái video này mình sẽ bù vào con máy này và mình sẽ bán cho các bạn với cái giá rất là rẻ cực sốc và đây là con V Smart Acti 3 với camera thò thụt màn hình AMOLED tràn viền, phun khung. Camera thò thụt thì tính giải trí cao và con này cũng được tới ram 6 bộ nhớ 1, 64GB và chip uh, của Mỹ, Snap là gần khá là chất. Ba camera có vân tay sau lưng thì uh, giá không thể tin nổi bởi vì giá bù lỗ mà giá tri ân khách hàng để mọi người nhiệt tình xem và nhấn like. Mình bán cho các bạn một con này duy nhất với giá 1 triệu rưỡi cho bạn nào săn sale nhanh nhất nhá có nghĩa là xem thấy video và chốt nhanh nhất đặt cọc nhanh nhất mới được gọi là chốt nha chứ mình không có nhận ai đó mà điện đến mà hẹn vào tí nữa em đặt cọc hay là chiều em đặt cọc hay là mai em đặt cọc là mình không nhận như thế nha có nghĩa là chốt là phải xuống tiền luôn thì mới gọi là chốt còn không đó sau đó mà có ai hỏi tới là mình bán cho người khác nha đó thông cảm cho mình vì sản phẩm nó chỉ có một sản phẩm mang tính chất tranh nhau một triệu rưỡi đấy là mình lấy hết tiền youtube của cái clip này nhưng mà mọi người xem nhấn like nhiều đấy là mình được tiền YouTube đấy mình lấy hết mình bù vào cái máy đó thay vì cái máy đó mình phải bán một triệu bảy triệu tám đúng không nhưng mà mình bán một triệu rưỡi thôi thì một cái clip YouTube này thì mình kiếm được khoảng năm chục cho đến trăm nghìn nhưng mà mình mình bù như thế thì nó cũng hơi lố nhưng không sao mình có thể gỡ lại ở clip khác vì nếu như mọi người mà yêu mến xem mình nhiều á thì kênh của mình nó cũng sẽ kiếm được tiền đều đều đấy mình dùng cái tiền đó để mình tri ân lại cho những bạn nào may mắn chốt được những cái máy giá rẻ các bạn ha rồi và tiếp tục theo để giới thiệu đến các bạn hai cái con Samsung tầm trung đó là A32 A32 thì chắc là các bạn cũng không xa lạ gì rồi nó là sản phẩm chính hãng của Samsung dùng được hai sim màn hình AMOLED 6.4 in pin châu 4000 công nghệ màn hình giọt nước 6.4 in 4 camera sau thiết kế khá đẹp đây có máy màu xanh và màu tím thủy chung nói chung cực chất và giá bán của nó là 3 triệu 7 một máy các bạn ha 3 triệu 7 một máy cam kết hàng chuẩn zin chính hãng và giá báo là giá máy trần không tặng kèm sạc và phụ kiện à, các bạn muốn mua bộ sạc nhanh 25W xịn sò của Samsung thì mình cũng có bán nhá với giá là 200 nghìn ai mua bộ sạc không mình cũng bán ai mua máy rồi mua kèm theo bộ sạc cũng bán và ai muốn dán cường lực thì mình cộng thêm 50 cường lực thì đời nào mình cũng có nha còn ốp thì cái có cái không cái nào có mình bán cái nào không có thì bạn mua ở shopee hoặc lazada giúp mình nha rồi cuối cùng cái clip này ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn sản phẩm iPhone 12 chuẩn zin 64 ghi iPhone 12 thì đợt này mình nhập về được cái mặt hàng zin nguyên bản nhà sản xuất chuẩn chỉ ok pin zin còn dùng ngon không phải thay thế đấy nói rõ cho các bạn nếu các bạn chuộng zin thì chơi tuy nhiên là máy thì nó có chảy xước nhẹ theo 5 tháng nhưng rất đẹp các bạn ha máy cũ thì đương nhiên nó phải có một vài vết rồi nhưng như thế nó mới gin chứ không thôi lại coi chừng này ăn phải hàng nấu thì chết hàng nấu hàng nướng bây giờ trên thị trường nó nhiều lắm à, con 12 thường này thì màn hình nó tầm trung thôi 6.1 in và máy chuẩn zin quốc tế mình cam kết máy nguyên zin cam kết là máy quốc tế đến chọn đời máy cho các bạn luôn và đảm bảo các bạn chỉ cần mua là sử dụng bền lâu ngon lành đây là 12 thường màn hình 6.1 in bộ nhớ 64 g máy chuẩn zin bảo hành các bạn 6 tháng máy trần không phụ kiện hôm nay có hai màu màu xanh và màu đen thì đồng giá bán là 9 triệu rưỡi một máy nói chung sản phẩm rất đáng để bạn mua ở dịp này các bạn nhé máy chất chuẩn zin ok rồi thì vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm ngon lành cành đào chuẩn chỉ đẹp len keng xà beng và zin nguyên bản nhà sản xuất bảo hành 6 tháng có và bảo hành một tháng có những cái mà mình bảo hành một tháng là những cái mình thanh lý thanh lý tri ân khách hàng là mình tặng một tháng bảo hành nhé còn lại tất cả những không những cái sản phẩm không phải là sản phẩm thanh lý thì đều bảo hành 6 tháng để khách hàng yên tâm và lỗi là mình đổi nha các bạn. Thì bây giờ ai mà kết cái sản phẩm nào có thể đến trực tiếp shop mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng ủng hộ mình. Ngoài những cái sản phẩm mình review trên clip thì ở shop mình còn rất là đa dạng nhiều sản phẩm. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình để theo dõi thêm nhiều những video tiếp theo để mà lựa chọn sản phẩm muốn mua các bạn nhé. Khi mà lựa được rồi nếu ở gần thì đến trực tiếp xem mua ở xa có thể mua với hình thức mua online à, các bạn sẽ đặt cọc trước cho mình vài trăm để chốt đơn mình ship hàng tận nơi và được kiểm hàng nhé mình thì luôn luôn là bán đúng với lại cái sản phẩm mình review trên clip đây này cho nên là chả có gì các bạn phải nghĩ và shop mình thì rất là uy tín cho nên là mình cũng không có chụp ảnh qua zalo vì là mình khá là bận mong các bạn thông cảm với vấn đề này đừng yêu cầu mình chụp ảnh qua zalo nhé chắc chắn mình sẽ không thực hiện đấy ai kết thì chúng ta theo dõi kỹ clip khi nào tin tưởng shop rồi chúng ta hãng mua và hotline của mình thì có hai số các bạn à, ghi lại để tránh bị nhầm lẫn nhé đó là 0979 78 2366 và 0367 709 123 Cảm ơn mọi người vì mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ mình bây giờ thì nếu mà ai chưa nhấn like thì hãy nhấn like ủng hộ cho mình chia sẻ để nhiều người khác cùng xem à, để lại bình luận Ai mới lần đầu vào kênh có thể đăng ký kênh ủng hộ mình và xem nhiều video clip tiếp theo bằng cách là nhấn cái chuông chọn thông báo. Mỗi buổi trưa và buổi tối hàng ngày mình sẽ phát video clip lên cho các bạn lựa chọn máy các bạn nhé. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.